Cá ngừ bao gồm 15 loài trong họ cá nước mặn Tanini. Trong số đó, 8 loài được coi là cá ngừ đích thực, 5 loài cá ngừ vây xanh và 3 loài cá ngừ vây vàng, tất cả đều thuộc chi Tanus. Cá ngừ là loài săn mồi đỉnh cao, có nghĩa là chúng đứng đầu chuỗi thức ăn. Hầu hết chúng ăn cá, trong khi một số loài thích ăn động vật chân đầu như mực. Cá ngừ được đánh bắt rộng rãi để làm thức ăn, tốc độ và sự nhanh nhẹn của chúng có nghĩa là chúng cũng được các thợ săn đánh giá cao như loài cá săn được. Do đánh bắt quá mức, một số loài, đặc biệt là cá ngừ vây xanh, đã bị đe dọa tuyệt chủng để giảm thiểu việc đánh bắt tràn lan. Đánh bắt cá ngừ bằng phương pháp câu cá hiện được nhiều nước áp dụng để bảo tồn quần thể cá ngừ và đảm bảo hoạt động đánh bắt bền vững.